ហើយដល់ខ្លះទៀតក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមអត់មានបំណុលបំណុលទេប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតបំណុលខ្លួនឯងដល់ដល់ខ្លួនយះថាបែបបំណុលទាំងអស់នោះមានបំណុលការសិក្សាបំណុលនៃការទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបផលិតផលិតផ្សេងផ្សេងបំណុលឈានដល់បំណុលខ្លះទៀតទិញលើទ្រព្យដែលគាត់ច្រឡំថាទ្រព្យគឺជាទ្រព្យតាមពិតវាជាបំណុលផ្សេងផ្សេងដែរជញ្ជូនលុយគាត់រហូតដល់ថ្ងៃដំណាក់កាលមួយនោះធ្វើគាត់ជាប់កាំងដល
hiện bị chồm mục nhưng khơi mưa khơi tha mà phe thốn quạt hiện bị chồm mục nó bầm nó lấy xong bây giờ quạt đã đăng tha quạt cho pẹt khi bầm màn bầm nó bị bầm nó lấy khác cứ quạt hiện bị chồm mục thì nhưng nằm bây giờ rư bầm ra khi bầm nó ruột trong hiện tim môi đầm bố đấy cứ trong ao bầm nó thì cá xoay vô làm bị bầm nó lại dương miên không luôn dương đã dương miên bầm nó ra ủ thì họ tha dương miên bầm nó ok cho pẹt thì nia kia pram pon đó la pẹt say thật xa cho pẹt bong pon pẹt say xong pẹt prapra pẹt say tia bẹt thái lan trong thua ca cọt tra bầm nó lấy tranh móc chia bầm nó lủng ắt chia lẹ nào lủng ắt mùi vì phố làm bấy thua ca xoay vô làm pi ca đọt sai bầm nó tham bán lúc tra để dưỡng thua ca xoay vô làm pi bầm nó dần trước sau bầm ốt móc trong thì bục luôn ấy hay là xây bầm nó lên tranh móc chia lẹ nào lủng ắt xây lủng ắt tranh móc làm bấy ở dưỡng ban đang thao táo dưỡng cho bẹt bầm nó là nạc là hai chục nôn bầm màn lấy chia chấm hiên ti môi thua ca chập đam đọt sai bầm nó ti môi chấm nó ti pi cứ dưỡng chập đam khói pi pi để dưỡng ban cọt tra nó bầm nó là dưỡng ban tranh móc chia ly để dưỡng ban tranh móc cho bẹt bong ốt cho bẹt nẹt na bầm màn hay hỏi xong rồi chú ca cho cha bằng nó luôn ta bằng nó na mới để dương cua ta đọc sẽ môn bằng nó na mới cua đọc sẽ khỏi chẳng xong rồi chú ca cho cha bằng nó lại off là đặc biệt bọn con chú ca cho cha bằng nó chiếm cho cha pê về lý chiếm cho cha dạ pê chiếm cho cha này ca là biếp này ca bằng xây xây nhằng chiếm viên coi ca ca phẹ là phê điên con ta bằng nó là móc dương chiếm cho cha bằng nó dương thở mưa khi bằng nó ra bằng nó là ca phẹ bằng an biên nán à nát ca phẹ chớn bằng nó mới nát ca phẹ chớn bằng nó mới ca phẹ tích bằng nó mà mình ca phẹ bằng nó mới nát chiếm bằng nó là vì bộ bầm nó là men, bắp hết bầm nó là men, sao ta bầm nó chỉ bầm nó là khọ, mán như mũi thì ho tha, dương miên bầm nó là dương tinh xong phải đẻ cái mập hở, hai đầm bây dương phun cung tạo kia vĩnh, anh ấy ai chia bầm nó là o, vì phối dương cho cái mót vô bầm nó lên mót là bây bằng cả lưỡi, và tay bây xem dương vô bầm nó lên mót là bây bầm pin nhà rõm bầm pin đây thời cao và dương tay dương ban vô bằng cả lưỡi, biết độ lưỡi của phải dương chính thiết chia bầm nó là khọ, chân rồi cao bầm nó là dương con tay chứ mót dương là thứ ca xoay vô là pi bầm nó, ta bầm nó môi na là o bầm nó môi na cọ, bầm nó môi na ca phe bầm mán bầm nó na cua so vậy má. Và sau phải phía nó hỏi xong rồi bông thư ca cho cha bằng nó luôn. Nhưng ai cho cha bằng nó là bằng nó nào mới dựng ai chống cho cha và thôi phê và lia đưa con và thôi ca phẹ. Đưa cái dưỡng cho cha là bị bằng thế mới làm bây ở bọn thu bằng thôi thì ta bằng xăm thì ta lại lại dưỡng thử cả. Nhưng ai cho cha bằng nó cứ tiêm tia trăm bách để dưỡng thử thì chụp một trăm nó là dưỡng cho cha dưỡng phẹp bị ở lại khăn cả để dưỡng ai tới ruốt dưỡng sống thư ca cho cha. Cầm nó bằng nó là thịp hiệp. Khỏi phê để dưỡng ban đăng ấy tha bằng nó là dưỡng phẹ kê minh bằng nó là bôi na bằng nó là ca phẹ bằng án. Cầm nó bằng nó là chứ cầm nó là thịp hiệp để khỏi dưỡng cho cha ruốt. Bằng nó là cua song một vì với dương mình ai chiêm xong nó được không phê đầm muối vì thôi CP dù nhưng dương cho cha bầm nó để dương mưa bầm nó lại chỉ ăn được việc chẳng số bông thứ ca lủng ất mới ta bầm nó là đại minh ca phe tích bầm nó là ca phe chơn chỉ ca phất bầm nó lại chỉ ăn được việc thì mẹ chỉ cầm đất bọc nhóm nó cứ bầm nó là đại dương vô lôi dương chơn chậm nại ca phe chơn đại thôi dương chậm nại chơn từ lừa bia dương tới xoay vô làm phi tầm nại ca đi bầm nó là nỉ muối ta bầm nó nỉ muối bầm nó là miên chậm hiền nà khá miên bầm nó nà khá đại chi bầm nó ăn được việc đại dương cua từ đó sẽ mồn chẳng nói chậm nói chỉ bốn cứ song bẩm nó na để bộc bạch bẩm nó na để chạm bạch môn miền này tha khỏi biết để dương chạm đam thưa ca xoay vô làm bị bẩm nó dương thưa ca cầm nót bẩm nó là thì phiền hói thưa ca song bạch từ lưỡi bẩm nó na để chưa bẩm nó là thì phiền cứ dương thưa ca song bạch môn miền này bẩm nó là vô lưỡi dương chớn bẩm nó na để miền phải há cứ dương thưa ca song bạch môn thì họ thay dương chạm đam cho cha bẩm nó được ăn năng mau hói dương mưa bẩm nó là cua té khi dương cho cha bẩm nó pi bay bẩm nó luôn dương chim thì dễ pê về lý rồi xong gọt bay hai tiếp bạn dương bóng chân dương chim vô là thạnh ca dương miến bốc xong nó tầm tầm mập này một sân này chân khỏi pê để dương chập đam bốc xong nó mùi này mùi sắn dương xong một năm hai sắn chân bẩm nó là ăn thì phiến nó cứ chập đam tách bẩm nó thì mùi chân nó sợ mà dương mi thì họ đi miến bẩm nó đóp chân khỏi pê dương xong nó mới xong bẩm nó làm buồn chân dương bốc pê à bẩm bảy vô xong bẩm nó làm buồn dương bốc cam là lươn tiết bẩm nó cam là sẽ cho xong pê sau bẩm mũi sau phàm xây xây này ngay chân bẩm nó pê để dương chập đam bốc đáy bầm nó dương chập đam bốc đáy nó bầm nó làm thua ca thẹn cho đấy chấm luôn ca phải để dương thử bóng chấm luôn ca chấm này biếng cứ nâng thua ca thẹn cho thời gian mình ok cho đôi chấm nói chi phám cứ bằng cái tụm lọp đồ đai là bên này tha dương bằng cái tụm lọp này ca xong bầm nó bằng cái tụm lọp đồ đai 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 thì phố mình nuốt chi chớn nhưng mưa khinh tha khỏi pì để quạt bán bọc bầm nó xong nó chẳng đại chế à rõm tu lai không chấp đam trong bằng cái bầm nó thì đã khỏi pì để xong cái trong ó hái còn là xong cái chết ó chấp đam mẹ rõm trong bằng cái bầm nó làm gì đó trong tinh lan trong tinh là bò là ô để mình xây gì chạm bay bề khác chiên từ đó cá tinh được bót để luôn mình xây gì từ cá đầm bấy út mình nuôi được luôn mình trâu chật và ủi thôi nhưng khi khác còn chạm đầm tinh được bót để luôn nó mình xây gì từ cá phần mà này
còn tay đầm bay út nuôi được luôn ở châu trận như nó này không lâu như này ai chọn mưa nghi xóm mà là không tin là bỏ lỗ hay là bé dương chốt bằng nó nâng chốt nó lên to một hồ tiền chứ thưa tụng đó mới cứ để xa vì này để xa vì này để dương tụng bỏ xong cái để xa vì này nó cá chạy vì chứ nó phải là bóng thua tam cho nó chẳng phạm đi hết cứ chập đám bằng nó lên chập đám thôi thôi tới hồ đó mà sâu nó phải là bằng nó mà sâu chứ nhưng chập đám pi chụp nó sâu nó bị khai trên nạ miền tay dương chập đám bởi vì mình to thì đúng chưa giải tha khỏi bây giờ bom bom thua tam pram chụp nó như hói dương đang chập đam đó thật nó không zero đẹp bên đây ăn miếng bom nổ anh chắc là bây giờ dương không chụp nó sâu ta dương thử mu từ thôi chụp đất chụp nó sẽ phiêu đánh thốt ta dương nâng bàn to cam phiêu tí mũi cứ dương chập đam bị phiêu từ lời ca thần xóm muốn chụp này khỏi bây giờ bom bom miếng chụp nổ máu bị prạ bị vót rồi chụp nổ bị ca lụa đô rồi chụp nổ bị chi và cam rồi coi chụp nổ xây máu nó cứ thua ca thần xóm muốn chụp này cái lấy chụp nó nick không trong phải chẹp con đá tham mà nuôi chỉ chớn thần xóm trai hay bàn giòm chai bàn xóm hay gì ca bớt mà đại minh lôi xóm ấy với con chai hay con xóm con thay con trứng chằm con xóm lối pi khai khỏi xóm lối chẳng chai chai dẫn nó chằm trong khai xóm hay gì ca bớt ở đại minh lôi xóm ấy phù phúa con xóm muốn chầm này xóm ở con xóm hay dần ở chầm này hết bàn con xóm khỏi bị chầm này cho bàn con xóm chẳng cái lại nè đại không cho mà chẹp con thay ra nó cũng đất này ca riệp chom lôi nó cứ dương thử xóm muốn chầm này chớ bóp ôn riệp chom chầm nói chầm nấu để dương châu móc tay dương bị phịa mớ tay dương ai độ ba đấy thầm đọp phi rồi đập ram phi rồi đùm phay phi rồi ta bị những độ đập ram bây giờ mình phải bớt chi phiệt riêng thế những độ ở lối xóm này nó pass chi phiệt thế mùi khai những độ đập ram mà phay bây giờ tục ấy dương thua cả chạy về phố khu các bãi đi chán à là phê để dương miên lối chở như là chạy tam chở bởi dương chết cục cung ở rộng vì vô lối xóm nó ở rộng bởi sao dương chết cục cung độ chậm nãy hơi là phê nói dương chấp độ ca làm xóm hơi ca chậm nãy dương chơi riêng trong này ca chậm nãy bắt biết bao dương xây tam ca kết bao dương mình top vì độ ca làm xóm hơi ban chậm nãy hơi xong mọi miên pen ca miền đồng bộ này cá chạy lối tam pan cá, dương thời cầm nón pan cá, chập đam này cá biên này vô, chập đam này cá chạy biên chạm thay dương miền pan cá, u thôi dương cầm nón pan cá tha, ok trong một khay dương chạy bay rồi là lá, pi rồi là lá, mà rồi là lá, xem xí, nhưng một khay ta dương cua chạy vào màn, trong miền pan cá này cá chậm nai, vì bố pan cá này cá chậm nai cứ chừng gài lan, cứ chừng mép, cứ chừng pan ti bằng hang phơi dương muối, chia viên dương đạp lên khọt, vì bố dương ở ban miền pan cá chậm nai ngay riêng ai chạy chớn, ai là rắm mật phe hai chục liêng miền cam thì dương miền tống miền này chậm nai khọt tống. Bất đắc dĩ thì hiệp trong tung đang sao tung là mấy tinh xong rồi đẹp phải không? Tung mấy tinh cả ai cũng cua trai mà tung là mấy chụp liêng là mấy cam thì sợ bài đi cua trai của mà chẳng như tung là mấy bị dũng như mấy tung mà chẳng cái lại nó không cho ai bao bao phải đâu từ lúc pan ca này ca chậm lại giờ miếng pan ca này ca chậm lại tụt bụng bây giờ dương chắc là miếng pan ca này ca chậm lại hay dùng chữa tha bao bao này ban thành xong phải chăm khé tụm lốp này ca thành xong đấy nâng chắc là mà dương miếng lôi mà chụp nốt được không công từ này kia được không khuôn bao dương chẳng miếng tụm lốp mới cứ phở lôi chỉ quả bụi nó lôi để dương xong mà đấy thông thường vô tôi phải cao vị đi vô tiền lái đó để ai phải lật lôi mà dương màn cứ chấp tôi thay lôi cứ chỉ quả pui bóng bóng sợi máy bữa thay dương miên pui pui sợi muối để dương ai đại cho tôi không đây hả ông biết đọt can để chờn anh chân lôi đi mà sân bay dương đọt vô mà phở chúng đánh nhầm đọt rồi khi cả là mình nuôi chỉ chờn cứ chấp đam xong lôi ban chờn báo cao đỏ rộng cao lang máu tinh nó to thế đó để mình vô lôi là tinh chấm nại kho chân lôi đi cứ đại vị này luôn ấy cứ chỉ lôi quả pui đam bây vẫn to quả pui anh chân miên tập lõm vô lôi bằng cả lôi ai đó trên máu cứ lôi thở được miếng điểm nổ cho một thằng điện lôi điểm lọp cả lôi chứng miếng điểm lọp này cao bạc cao lôi miếng lọp cao bạc lôi hãy cầm nón cô đang đánh thổ nhưng chưa tha khỏi phía là dương miếng điểm lọp được ngon nên không khôn hết dương của can là thu sẽ liên ai bàn to tới chiên rõ cô đang đánh thổ để dùng cả mà.